Trong video này, mình xin phép review cho anh em một chiếc điện thoại thực sự cao cấp, rất khác biệt và mức giá của nó không hề rẻ. Đây cũng là một trong những chiếc điện thoại đến từ thị trường Trung Quốc có mức giá đắt nhất. Đấy, những cái trang bị của nó, những cái hoàn thiện của nó, những cái tính năng của nó thì nó không kém cạnh bất kỳ một cái chiếc điện thoại nào đến từ thương hiệu Samsung, đến từ thương hiệu Apple. Và đây là Honor. Honor Magic 6 Pro, chiếc flagship mới nhất đến từ thương hiệu con của Huawei, dùng được Google. Đó là cái điểm ngon lành nhất trên Honor ở thời điểm hiện tại. Honor sinh ra là để họ lách luật, họ vẫn là Huawei nhưng mà đã tách ra làm công ty con, dùng những cái dịch vụ Google chính chủ, ngon lành cái nào như thế này. Không phải con nào Honor cũng dùng được đâu nha, một số con, nhưng mà con này thì dùng được thoải mái. Rồi, chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu về chiếc Honor Magic 6 Pro. Anh em đừng quên nhấn nút đăng ký cũng như bật nút chuông để nhận thông tin về video mới nhất nhá. Mình sẽ cho bạn xem hộp nhá. Hộp của chiếc Magic 6 Pro này mình thấy cũng rất là bình thường thôi. Nó cũng đơn giản thôi. Đó, có que chọc SIM này, ốp lưng này. Đó, và phía dưới thì các bạn có một cái sạc. Sạc của Honor nhá, nó không phải công suất quá cao đâu các bạn. Mắc thì là 100W, nhưng mà con máy này nhận tối đa 80. Tức là cái củ sạc này của Huawei ấy, họ tặng kèm để cho các bạn có thể dùng được những cái thiết bị khác. Nó rơi vào khoảng 225g, cũng bình thường thôi, thuộc dạng là đầm. Và cái phần mặt sau này, Honor Magic 6 Pro thì nó cũng có nhiều phiên bản màu sắc. Tuy nhiên thì phiên bản mình đang cầm trên tay đây là phiên bản Special, phiên bản đặc biệt. Nó sẽ sử dụng da thì nó cũng có nhiều loại da rít, loại da rát, đúng không? Da trên một cái con máy gần 20 củ, con này hơn 19 củ nhá. Bản rất cao, 16/52, gần như max option rồi. Bản thấp nhất nó chỉ có 12/26 thôi. Bản này các bạn lưu trữ tẹt bột. Nó sẽ được làm theo dạng là gợn sóng. Và cảm giác như là cái miếng da nó rất là dày, cầm nhá, sướng cực kỳ luôn. Không để lại dấu tay đấy điều chắc chắn rồi. Và phía trên này các bạn nhìn này, cái cụm cam này, tele nó này, to chưa. Và cái phần này nó là làm bằng kim loại. Ở phía trong này giống như kiểu là vân đá vậy. Kim loại này thì hơi phay phay xương tí. Không biết là các bạn cảm nhận như thế nào về cái thiết kế của Magic 6 Pro, đừng quên để lại ý kiến nhé. Với mình thì nó rất là khác biệt. Hùng con này cũng làm bóng luôn nhá. Con này có tiêu chuẩn kháng nước là IP68, chống nước cũng được, nó chống nước hay nó kháng nước cũng được. Bóng 7, có cả mắt hồng ngoại luôn nhá. Loa riêng, xóm cả loa thoại, mic đây. Ở phía bên này chống trơn. Độ dày của con này là 8.9mm, cũng không phải quá mỏng. Tuy nhiên thì nó được trang bị viên pin rất là lớn, tí nữa là mình sẽ kể. Con này thì nó có hai công nghệ bảo mật. Thứ nhất là vân tay phía bên dưới mình, đương nhiên rồi. Một chiếc máy flagship bây giờ thì lúc nào Android cũng có cái công nghệ đấy. Và thứ hai là Face ID 3D. Cái này thì với cái đời Magic 6 không có nha, Magic 6 Pro mới có. Nó có thể nhận diện được khuôn mặt của các bạn ở trong bóng tối. Nó giống như việc các bạn đang sử dụng chiếc điện thoại thương hiệu hoa quả vậy. Một cái đặc điểm thú vị nữa của chiếc Magic 6 Pro là nó sử dụng cổng Type-C 3.2, chứ nó không phải là cái cổng Type-C thế hệ cũ. Đồng nghĩa với việc đó là các bạn có thể truyền được dữ liệu từ điện thoại và máy tính, và cũng như từ máy tính và điện thoại, nhanh chóng hơn rất là nhiều. Về màn hình phía trước đi, một con máy mà gần 20 củ. Đây, bạn thấy không? Mỏng chưa? Nó sẽ gần như là cong cả bốn cạnh luôn. Đảo chắc là nó không để tương tác được đâu, nhưng mà thực ra mình nghĩ là đảo tương tác cũng chả để làm gì cả. Và viền của nó rất ấn tượng nhỉ? Mỏng kinh khủng khiếp luôn. Cái cằm nó dày hơn đúng một xíu không? Đương nhiên rồi, một chiếc điện thoại đắt tiền như thế này nó sẽ có một cái tấm nền rất ngon, 6.8 inch LTPO, 1.5K kính cường lực tên là Zuhino 120Hz. Và quan trọng nhất là độ sáng màn hình của các bạn lên tới 5000 nit. 5000 nit các bạn. Trời ơi, mình đang để chế độ thủ công nhưng mà mình kích độ sáng các bạn thấy chói lóa luôn. Cái màn hình nó không nhìn thấy cái gì nữa luôn. Là muốn kích lên tối đa thì lúc ấy mới chỉ lên 1600 thôi đấy. Các bạn muốn kích tối đa các bạn phải bật auto, các bạn ra ngoài trời nắng hoặc là các bạn mở những cái nội dung là HDR. Loa của Honor Magic 6 Pro, flagship mới nhất đến từ Honor. Loa ấm thôi. Honor thì họ không có hợp tác với bất kỳ một cái thương hiệu âm thanh nào, JBL hay là Amacadon không. Họ tự làm. Nhưng mà họ làm đâu ra đấy. Honor với Huawei thì họ cũng gần như là một ruột. Nếu mà Huawei mà họ không bị lệnh chặn từ Mỹ thì nói thật anh em là nó vẫn top 1, top 2 thế giới thôi. Đến từ Honor Huawei rồi thấy là cái build của họ cực kỳ tốt. Họ làm cái gì cũng chuẩn chỉ. Và cái mức giá của nó không bao giờ rẻ. Hồi xưa giá của Honor Huawei thì lúc nào sẽ phải ngang Samsung. Thì nó sử dụng cái giao diện nó tên là Magic UI.
mình dùng thì mình thấy nó chả khác gì Harmony OS đâu. Các bạn sẽ có con chip là 8 Gen 3, con chip mới nhất của Qualcomm, trong khi những chiếc điện thoại Huawei mới nhất thì nó sẽ sử dụng là Kirin 9000S rồi. Đấy, con 8 Gen 3 này thì cực kỳ mạnh nhá, 4 nanomet, chơi game khỏi phải lo. Bộ nhớ trong chuẩn 4.0 và phiên bản mình có đây RAM 16GB, bộ nhớ trong 512GB, kết hợp với cả chuẩn Honor RAM Turbo, thêm 8GB từ bộ nhớ trong nữa. Và các bạn có thể nhìn thấy cái dòng chữ gì đây không? Những con chip riêng cho sản phẩm này, bảo mật S1, ưu việt C1 cộng, tối ưu pin E1. Pin của nó đã to rồi mà lại còn có thêm chip để mà tối ưu nữa này. Chip bảo mật này để cho giúp các bạn điện thoại nó đỡ bị hack hơn này. Còn cái chip ưu việt này thì mình cũng chưa tìm hiểu kỹ, nhưng mà nói chung là nó là những cái công nghệ mà độc quyền của những cái chiếc máy flagship Honor, cấu hình gọi là vô đối rồi. Và cái hệ điều hành của Honor với Huawei nó mượt dã man anh em ạ. Nó cứ như là một cái chiếc máy kiểu thương hiệu hoa quả nhưng mà trên Android vậy, dã man luôn. Không hiểu mấy ông này ông làm hiệu ứng chuyển cảnh của nó không phải quá nhanh đâu, nó kiểu nhẹ nhàng blur, khá là hay. Android thì là Android 14 luôn nhé, bọn này nó không bị chặn hay là bị giới hạn gì đâu. Các bạn tải tất cả những ứng dụng từ CH Play về là thoải mái. Khôi phục cài đặt gốc vẫn có thể cài lại được Google, cực đơn giản. Tại vì nó mặc định là nó đã hỗ trợ cái Google Service ở phía bên trong rồi. Phía trước thì các bạn sẽ có một cái camera selfie độ phân giải 50 chấm và có cảm biến TOF nha. Phía sau, cảm biến chính là 50 chấm, khẩu độ cũng rất là khủng, có lấy nét bằng laser. Cảm biến 1:1.3 inch, chống rung học, 180 chấm là tele và 50 chấm là ultra wide. Những thông số mà rất là vĩ đại nhá. Quay phim thì đương nhiên là có thể tối đa được Full HD và 60 màn hình rồi. Cái này thì nó là cái điều đương nhiên. Quay phim phía trước cũng có thể là Full HD và 60 màn hình luôn. Đầu tiên là mình có quay một cái gọi là cái quay phim màn hình. Đó, thì mình thử khả năng zoom nhá. Đấy, zoom đến cái chữ này. Đứng ở khoảng cách cũng khá xa và chụp một cái. Khi mà mình nhận lại được thì mình thấy là máy sẽ tự động làm hơi gai nhẹ, thì vẫn có thể nhìn được những cái chữ ở trên cái bảng hiệu này. Đây là bức ảnh mà mình chụp ngoài trời, hôm nay Hà Nội khá là nắng, 5 giờ chiều. Bây giờ Huawei hay Honor thì họ không còn Leica nữa, màu ảnh nó sẽ hơi bị đậm đà hơn so với cả thực tế. Có người thích, có người không thích, anh em thấy như nào nha. Mình sẽ để phía trên màn hình này. Camera selfie, máy làm HDR rất tốt, mình đang chụp ngược sáng và cái vùng hoàng hôn phía sau của mình họ không bị làm tối hẳn đi đâu, mà họ làm tối đi rất là vừa phải thôi, đủ để cho chúng ta vẫn nhìn thấy là đang hoàng hôn, rất ok. Da mặt được làm khá là ngon, chi tiết không bị cà nhiều mà cũng không bị làm cao. Bức ảnh tiếp theo là chụp kiểu đồ vật đấy, thì mình thấy là máy sẽ cũng làm mọi thứ được làm rất nét, nhưng mà nó hơi bị nét quá, fake nhá. Công nhận là làm mấy ông tàu cũng làm giỏi thật, nhìn fake mà cứ như không fake nhỉ. Ok, về cái khả năng chụp ảnh của chiếc Honor Magic 6 Pro thì mình thấy ổn, nhưng mà nó sẽ mình kiểu như là không phải là phù hợp với tất cả mọi người đâu. Nó sẽ hơi theo kiểu tính nghệ sĩ một chút thì sẽ thích hơn. Con này thì có một cái viên pin nó siêu châu bò luôn. Đầu tiên mình muốn cho anh em xem về cái dung lượng tối đa nhé. 100%, nó là 5600 mAh, dã man chưa. Mình dùng qua mấy con máy Honor với Huawei khoảng 4500 thôi, nó đã rất là trâu rồi, thì 5600 chắc là nó phải ngang những cái chiếc máy Pro Max đến từ thương hiệu hoa quả. Một số những video test pin trên mạng thì cái bọn này pin nó còn hơn cả Pro Max, dã man luôn. Mà sạc nhanh nó lại ấn tượng, nó sạc không dây thì 66W. Nói còn lại thì Honor Magic 6 Pro sẽ là một sản phẩm mà dành cho anh em nào rất yêu thích thương hiệu Huawei nhưng lại đang tìm kiếm một con máy mà có thể sử dụng được Google luôn, không cần phải dùng thợ các thứ. Đấy, thì đây sẽ làm sự lựa chọn dành cho anh em. Và mình cũng mang đến cho anh em một cái phiên bản rất cao, 16/512, để giúp cho anh em là lưu trữ rất là nhiều. Thực ra là 256GB bây giờ một số anh em là hơi thiếu, mình cũng thế thôi. Mình kiểu phải quay lại những cái sản phẩm nhiều, tư liệu nhiều, thì 256GB của mình bây giờ bắt đầu hơi thiếu rồi. Anh em nghĩ sao về sản phẩm này? Đừng quên để lại ý kiến ở phía dưới bình luận. Tất cả những sản phẩm mình trên tay mình đều có bán, anh em nhắn tin qua mình ở Facebook và Zalo nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.